Rồi, chào mừng tất cả mọi người đến với channel của Mộc nha. Thì hôm nay Mộc sẽ giới thiệu cho mọi người cái mẫu bàn ăn gỗ gõ đỏ. Và chất liệu của bộ này là gỗ gõ đỏ 100% hay còn gọi là gỗ bên, gỗ kè te cũng là loại này luôn. Và cái bộ này là chiều dài của nó là dài 1m97, chiều ngang là 0,97. Còn cao tới mặt thì Mộc coi Mộc cũng khi đo chiều cao mọi người. Cao là 78. Đây đúng tiêu chuẩn số đỏ phong thủy luôn nhé mọi người. Và bộ này nó bao gồm là 8 ghế. Và hàng này là hàng Vân tuyển chọn, hàng VIP của bên Mộc nha. Đó, mọi người thấy là một cái ghế dáng rất là bo. Thôi giới thiệu cái bàn trước đi. Cái bàn này ấy, nó sẽ làm theo kiểu 35 phung chăn, nghĩa là cái viền ngoài là dày 3 phân. Cái mặt bên trong này là 1/3. Đấy, 1/4, một chảy còn 1/3 á. Và cái viền này chạy chỉ nổi à, mọi người thấy à. Các viền chạm và các yến chạm mé là bên nhà Mộc về làm rất là đẹp nha. Đấy, nói chung là hàng này của nhà Mộc ở khu làng nghề Mộc với lại đồ gỗ Hố Nai thuộc dạng là đẹp nhất đấy. Mộc thiệt sự ấy, là không có cái nhà nào mà làm quay được hàng bên khu nhà Mộc nha. Đó. Và cái mặt vân này mọi người thấy vân rất là đẹp à. Vân này là vân tự nhiên của nó nha, 100% luôn. Đó, vân tự nhiên rất là đẹp. Hàng rất là sắc nét nha mọi người, và riêng của nó là dưới là có một bộ trụ chân. Đó, trụ chân này là gỗ gõ đỏ đặc nguyên khối, dày 22 phân. Và cái râu này là râu 7 phân. Mọi người thấy là từng các nét chạm mà trụ chân này của nhà Mộc ấy đều là hàng lựa, nên cái này là vân tự nhiên của nó nha. Rất là đẹp luôn, và không có vẽ vân hay gì nha. Cái này là vân tự nhiên của nó hết. Đấy, trụ đặc nguyên khối. Chân trụ dưới này dày 3,5 phân. Tất cả các xương đỡ và gầm bên dưới đều là Mộc làm bằng gỗ gõ đỏ thôi nha. Đấy, không có pha gỗ khác. Tại vì một số hàng ấy, loại này thì nó có rất là nhiều hàng. Bởi vì như Mộc nói là nó có cái loại mà hàng Bắc giá rẻ ấy, thì bên nhà Mộc bán có 19.500 thôi. Hay ở khu làng nghề Mộc bán cái loại đấy nó chèn lên, thì cái đấy thì thường hàng người ta làm cái dáng nó xe khoai không phải nữa này. Nó có nhiều họa tiết người ta pha gỗ kể nữa là làm cũng sắc nét. Thì Mộc có chỉ cho mọi người coi trong clip mà cắt chọn bộ bàn ăn gỗ đỏ ấy. Mọi người tìm kiếm là mọi người bấm rồi mọi người coi nha. Cái dáng ghế này, mọi người coi là dáng ghế, cái ghế gỗ đỏ của Mộc ấy. Nó khuần rất là to và nó độ khuần đó. Đó, rất là to và rất là thẳng. Đó, chân đều đục chẹp nổi hết. Và mọi người thấy cái đáy của Mộc làm rất là sâu nha. Đáy là sâu tới 43. Và dưới là Mộc có làm thêm một cái nẹp nữa, để vô khi mà cái mặt ấy là Mộc nhét vô bên trong này, nó là một cái mộng. Đó, để nó giữ cái tấm mặt này khi mọi người xài nó không có bị vân lên hay nó bị co ngót lên. Đó, kỹ thuật này là bạn để ý là chỉ hiện tại chỉ có nhà Mộc làm kỹ thuật này thôi. Đấy, các nét chạm sơn xỉ đằng trước đằng sau rất là sạch sẽ. Và một bộ như thế này nha, giá của nó chỉ có 25.400 một bộ. Cho một bộ 8 ghế, cho mọi người coi lần lượt 8 ghế luôn. Đây, ghế rất là đẹp nha mọi người. Mọi người thấy này, cái hàng này là để hàng vân cây lựa, vân tuyển chọn như hết nha. Thì mọi người thấy vân nó rất là đẹp. Và nhà Mộc cũng sơn ấy, là Mộc sơn màu tự nhiên thôi chứ không có sử dụng hóa chất để tẩy gỗ nha. Đó. Nên mọi người thấy là dùng cái này nó sẽ sậm hơn xó này một chút. Nhưng mà khi mà mọi người xài một thời gian ấy, để nó sẽ đồng màu lại với nhau. Đó. Tấm này nó sậm hơn tấm này mọi người thấy không? Đó. Không phải sậm hơn này. Gỗ tự nhiên nó sẽ vậy mọi người. Mọi người bắt nó đều hết là chuyện vô lý nha. Gỗ tự nhiên không bao giờ nó đều hết với nhau được, bởi vì nó cưa từ các khúc cây khác với nhau. Ở đây ghế rất là đẹp mọi người. Ghế nào nó cũng đẹp sắc hết vậy nhé, bởi vì hàng này là hàng vân cây lựa. Và hàng này là hàng VIP của bên nhà Mộc nha. Và một bộ Mộc nhắc lại nha, giá của nó chỉ có 25.400 một bộ thôi. Đó, thấy nó rất là. Cái ghế này người xài thuộc dạng xài muôn đời ấy, nó không bao giờ nó hư với mấy cái bộ ghế gỗ kiểu như thế này.
chào tất cả mọi người nha.